Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyện xưa không cũ. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã luôn lựa chọn kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những chiến công lừng lẫy trong việc chống quân xâm lược, cải cách kinh tế xã hội, sử sách Việt còn ghi chép lại những mối nhân duyên kỳ lạ của những vị tướng quân lừng lẫy nhà Trần. Và trong số đó không thể không nhắc tới nhân duyên giữa Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải và công chúa Phụng Dương. Cuộc hôn nhân bắt đầu không trọn vẹn vì nhiều lý do ngang trái, nhưng cuối cùng họ đã cùng nhau viết nên một thiên tình sử đẹp, xúc động lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp video để cùng tìm hiểu về mối tình khiến hậu thế mãi ca ngợi này. Danh tướng Trần Quang Khải sinh năm 1241, mất năm 1294. Ông là con thứ ba của vua Trần Thái Tông và Hoàng hậu Thuận Thiên, em trai của vua Trần Thánh Tông. Thời nhỏ, Trần Quang Khải rất chăm học, võ giỏi, làm thơ hay nên rất được vua cha yêu mến. Năm 1258, Trần Quang Khải được ban hôn với công chúa Phụng Dương, được cấp cho thái ấp độc lập Phủ Thiên Trường, nay thuộc xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Cùng năm, vua Trần Thái Tông đã nhường ngôi cho thái tử Trần Hoàng, tức Trần Thánh Tông, rồi lên làm thái thượng hoàng. Tân quân Trần Thánh Tông đã phong cho Quang Khải tước Chiêu Minh Đại Vương, năm đó ông 17 tuổi. Công chúa Phụng Dương là con gái ruột của Thái sư Khâm Thiên Đại Vương Trần Nhật Hiệu và Tuệ Trân Phu Nhân. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã nổi tiếng là một người thông tuệ, lại vô cùng hiền hậu nên rất được vua Trần Thái Tông yêu quý và đưa vào cung làm con gái nuôi, lấy chức vị công chúa mà đối xử. Vì được vua cha ban hôn nên Chiêu Minh Đại Vương không thể chối từ mà đành chấp nhận mối hôn sự. Với người vợ mới cưới là Phụng Dương công chúa, Chiêu Minh Đại Vương chẳng mấy khi đoái hoài, tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Trước khi lập chính thất, trong phủ của Chiêu Minh Đại Vương đã có nhiều thê thiếp. Trong số những thiếp hầu, có một thiếu nữ hiệu là Oanh Nhi, quê ở Hà Nam, rất được ông yêu chiều. Nàng Oanh Nhi nói năng điệu đà, biết múa hát, giọng đọc thơ rất truyền cảm, khiến cho cuộc đời của Trần Quang Khải thêm sinh động và vui tươi. Nhưng Hoàng thất vẫn cho rằng chính thất của bậc hiền tài nhà Trần phải có những phẩm chất khác và Phụng Dương công chúa đã được lựa chọn cho vị trí này. Thời gian đầu về nhà chồng, Phụng Dương công chúa phải chịu nhiều thiệt thòi vì chồng đang đem lòng say đắm một bóng hồng khác. Nhận thấy điều đó, phụ mẫu ruột của bà đã vô cùng phẫn nộ và tính chuyện đem con gái về. Đứng trước sự tình ngang trái này, Phụng Dương công chúa đã thể hiện sự hiền huệ của mình khi kiên quyết từ chối để giữ đạo vợ chồng và khiến Chiêu Minh Đại Vương cảm động. Tuy không được sủng ái, tuổi còn nhỏ, nhưng Phụng Dương công chúa đã dùng lễ nghĩa, sự thông tuệ của mình để đối xử bao dung với những thê thiếp trong phủ của Chiêu Minh Đại Vương. Bà không bao giờ tỏ ra ghen tuông, chèn ép hay làm ầm ĩ vì chuyện này. Không chỉ có cách đối nhân xử thế được lòng người, Phụng Dương công chúa còn có tài trong việc quán xuyến mọi việc. Trần Quang Khải lo toàn việc nước, công chúa chu toàn hết việc trong nhà. Trong phủ từ người già trẻ nhỏ đều có khuôn phép. Công việc được sắp xếp đâu ra đấy, chi tiêu cũng đúng lúc đúng chỗ chứ không hoang phí. Nhờ đó mà Trần Quang Khải cũng nể phục người vợ hiền lương, thục đức này. Tuy nhiên, đó chỉ là sự nể phục chứ không phải dành nhiều tình cảm. Rồi có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Sau thất bại của cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt lần thứ nhất năm 1258, đế chế Mông Cổ chưa từ bỏ tham vọng và quyết tâm trả thù nhà Trần bằng một cuộc vũ trang xâm lược vào cuối năm 1284 tới năm 1285. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ hai của Đại Việt nhằm tranh đối đầu với sức tấn công của giặc, phát huy sở trường của ta, quân đội nhà Trần đã thực hiện chiến pháp vườn không nhà trống. Lần rút lui về Thiên Trường năm ấy, Trần Quang Khải cùng với phu nhân Phụng Dương được lệnh bí mật hộ tống triều đình xuôi sông ngay trong đêm. Nửa đêm, vì bất cẩn, có một chiếc thuyền trong đoàn bốc cháy dữ dội. Mọi người kẻ hoảng loạn, kẻ la, người hét, cho rằng thích khách của Mông Nguyên đã đột nhập. Bây giờ, bà Phụng Dương vẫn giữ được bình tĩnh, bà đánh thức Quang Khải dậy, nhanh chóng đưa cho chồng tấm khiên gỗ để phòng thân và không ngần ngại liều mình lấy thân che chắn cho chồng. Thật may, sự việc đã nhanh chóng được kiểm soát.
Sau sự kiện này, Trương Minh Đại Vương đã rõ tấm lòng của vợ hiền và từ đó một lòng một dạ yêu thương, trân trọng công chúa. Nhờ có hậu phương vững chắc là người vợ hiền, Trương Minh Đại Vương Trần Quang Khải đã lập nên được nhiều công trạng. Năm 1261, ông được phong là Thái úy. Việc ông giữ trọng trách trong triều đình đã khẳng định tài năng thực sự của ông. Do tài năng và những công lao của Trần Quang Khải trong việc kéo dài thời gian hỏa hoãn, tạo thêm điều kiện chuẩn bị cuộc kháng chiến, vua Trần đã phong cho Trần Quang Khải chức Thượng tướng Thái sư, là người đứng đầu triều nắm giữ binh quyền văn võ của Đại Việt. Sau này, Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải và Phụng Dương Công Chúa đã có với nhau tới 7 người con. Ngoài ra, Trần Quang Khải còn có nhiều con của những thiếp thất. Công chúa vốn có lòng nhân từ bác ái nên đã không phân biệt con của vợ lẽ hay vợ cả. Sau này, công chúa bệnh nặng, lúc sắp qua đời, bà vẫn chỉ nghĩ tới chồng của mình. Vào những giây phút thập tử nhất sinh, Trần Quang Khải đã viết một bức thư đặt vào tay của bà rồi nói rằng: "Kiếp sau xin được làm chồng vợ như xưa." Sau đó khi công chúa qua đời, Trương Minh Đại Vương đã tự mình lập bia mộ cho vợ. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi chép, nhắc về nhân đức của Phụng Dương Công Chúa, Trương Minh Đại Vương Trần Quang Khải lúc bấy giờ đã đánh giá rằng: "Làm điều thiện, nói điều nhân, sống nết na, chết lưu danh, vượng phu, ích tử." Vâng, thưa quý vị và các bạn, chính sự thông tuệ, đức độ và bao dung của Phụng Dương Công Chúa đã khiến cho phu quân phải thay đổi từ lạnh nhạt tới yêu thương trân trọng. Có thể thấy rằng, tâm ý đặt vào đúng người sẽ được đền đáp xứng đáng. Phụng Dương Công Chúa và Trương Minh Đại Vương Trần Quang Khải được sử sách đánh giá là cặp phu thê trai tài gái sắc trong chốn hoàng tộc nhà Trần và mối tình của họ đã khiến hậu thế mãi ngưỡng mộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Chuyện Xưa Không Cũ. Nếu thấy nội dung hay và thú vị, đừng quên like, share video và dành tặng kênh một lượt đăng ký nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại!